Xin cảm ơn quý thầy cô đã bỏ
thời gian để đến đây không quản ngại đường xá xa xôi và đã được qua thời gian của buổi tác đến sum họp với toàn thể của đại gia đình trung tâm giáo dục Hồng Bàng. Chúng con xin tri ân lời tri ân của các thầy cô và cầu chúc các sức khỏe đến các thầy.